tưởng gì không biết nữa. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Trời ơi, đúng là con nhỏ nó giả ma thiệt rồi. Chị Hai, chị Hai ơi, chị Hai. Mẹ, con nghĩ là có chuyện hiểu lầm gì ở đây rồi. Chứ con không có giả ma là chị Thi để hù dọa mọi người đâu. Mọi người phải tin con. Vậy cô nói thử coi, tại sao mấy món đồ này lại được tìm thấy trong phòng của cô? Nè, đừng có nói là của Hằng Lâm nha. Thật sự là con không biết mà. Mấy thứ này, rồi cả qua ly nữa, không phải của con không biết gì hết. Có thể là con người nào đó đã bỏ vô phòng để du quan cho con. Thôi đi, chứng cứ rành rành mà cô còn chối nữa hả? Nè, mấy cái này sao gọi là chứng cứ được chứ? Phòng của chị Hai tôi, bà cũng có thể vô dọn dẹp. Nếu như bây giờ tôi nói ngược lại, chính bà là người bỏ những cái thứ này vô phòng chị Hai tôi thì sao? Chị Hai tôi về nhà này đã nhẫn nhịn mọi người ngay từ đầu rồi, thì hà cớ gì phải bày mấy cái trò này ra làm gì? Sao? Chị Hai cô hiền lành hả? Hai chị em cô cùng một ruột thì có. Phải rồi, ham mê giàu sang như nhau thôi. Có khác á, là thằng cháu tôi nó trẻ hơn cái ông Khang chồng già của cô. Thôi mà, bớt bớt cái miệng lại. Sao? Còn gì sao mà cổ bài mấy cái trò này hả? Là bởi vì ghen. Ghen tuông. Nè, bởi vì cô biết trong lòng thằng Lâm vẫn còn con Thi, cho nên làm như vậy để hạ nhục tình địch. Có gì lạ đâu, người ta chết mà cũng không yên với cô nữa. Bà im đi. Hà, không được xúc phạm chị Hai tôi. Sao? Muốn gì? Thôi, muốn lớn giọng đúng không? Thôi được. Sao? Rồi, tôi chưa tính sổ với hai chị em cô đó. Hù hù, xem chút xíu nữa tôi đứng tìm chết biết không? Dì Hiếu, chuyện này thật sự con không có làm. Anh Lâm, chuyện này anh tin em được không? Em không có làm những chuyện như vậy đâu. Cô thôi đi, vật chứng vẫn còn ở đó mà cô vẫn còn chối nữa hả? Tuy cô là vợ tôi, nhưng mà cô đã xúc phạm Thế Thi. Cô còn hù dọa mẹ tôi, xém một chút nữa là phát bệnh. Tôi không chấp nhận được chuyện đó. Tôi không muốn cô ở đây nữa. Cô đi ra khỏi nhà này đi. Anh Lâm, anh, vợ của mình mà anh cũng không tin. Anh không xứng đáng làm chồng của chị Hai tôi. Tôi cảnh cáo gia đình các người nha, tôi không có hiền như chị Hai tôi để cho mấy người ức hiếp đâu. Hà, nếu hôm nay không làm rõ trắng đen cái chuyện này, tôi sẽ quẩy tân cái nhà này lên. Hà, cho mọi người biết gia đình các người khốn nạn, du quan giáo họa cho người khác như vậy. Nè, cô đừng có dở cái giọng côn đồ ra với gia đình của tôi nha. Chú Chiến, gọi báo công an liền đi, báo là có người tới đây quậy phá gia đình mình. Tôi bình tĩnh đi bà chủ. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Em bình tĩnh, em thôi đi. Chị, em con nó còn trẻ người non dạ, nó không có hiểu chuyện. Dù sao nó cũng là em ruột của con, chắc là tại nó lo cho con cho nên mới vậy thôi. Mẹ niệm tình con, mẹ đừng có báo công an, mẹ đừng có làm lớn chuyện này lên nha mẹ. Chị, mẹ, có gì mọi người bình tĩnh giải quyết đi mẹ, chứ báo công an làm rộn chuyện lên không có hay đâu mẹ. Đúng rồi, con bà im chủ đi. Chứ mình gọi báo công an chị không hay đâu bà chủ ơi. Muốn báo thì cứ báo đi, chắc tôi sợ mấy người hả? Thôi mà, cứ báo đi. Hả? Tôi sẵn nhờ công an điều tra luôn, ai mới là người giả ma vu khống cho chị Hai tôi. Báo đi. Thôi, báo đi. Cái này là do cô muốn đó, tôi sẽ để cho chị em cô chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh Hai, cây ngay không sợ chết đứng. Anh gọi đi, anh gọi liền đi, đừng có hăm dọa tôi. Hả? Anh à, anh gọi liền đi. Anh, con gọi liền đi, để chị em nó tưởng mình hù dọa nó đó. Gọi đi con. Anh gọi nhanh đi. Mà cậu Lâm, anh Lâm, thôi bỏ qua cho hai chị em họ đi anh. Nhà mình từ trước giờ rắc rối nhiều quá à. Em sợ kỳ này mà báo công an, mắc công sẽ có nhiều chuyện người ta bàn tán ở ngoài không hay đâu. Thôi bỏ qua đi anh Lâm. Con Linh nó nói đúng đó. Thôi Lâm à, khỏi đi, không cần báo đâu. Còn cô đó, thằng Lâm nó đã nói rõ ràng rồi. Bây giờ
Lên thu dọn đồ đi, rời khỏi nhà tôi. Lúc đầu á, tôi cứ tưởng là cô hiền lành và hiểu chuyện, nhưng mà bây giờ qua chuyện này, tôi mới biết cô mưu mô, giả tạo, lòng dạ khó lường. Mẹ, nhưng mà trong chuyện này con bị quan thật sự mà. Đừng có nói nhiều nữa. Nếu cô không dọn, tôi sẽ cho người quăng đồ của cô ra khỏi nhà này đó. Nè, bà đừng có quá đáng như vậy chứ. Được rồi, đối với những người mà chai lì như hai chị em cô đó, phản vậy mới vừa. Hỏi lần cuối, dọn không? Không dọn tôi đi dọn à. Bà Hiếu. Gì? Cái gì vậy? Trời ơi, bà làm gì vậy? Được rồi, con sẽ chọn. Chị. Anh vẫn như xưa, không bao giờ chịu tìm hiểu rõ ngọn ngành, mà lúc nào cũng hùa theo gia đình, vu oan cho tôi. Tình yêu bất tử, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.